Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì nhiệm vụ của item lần này nó yêu cầu các bạn là phải chịu hồi được 120 con thú cưỡi các bạn à. Thì cái nhiệm vụ này khó nhất ấy. Với lại nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ đánh bại 180 con boss đơn đó, thì các bạn cứ đi đánh boss thôi. Cứ đi đánh một map xong tới đánh con boss cuối cùng là được các bạn. Và nhiệm vụ thứ ba là các bạn mở rương 7.000 rương. Thì nhiệm vụ rương này thì chắc chắn lần nào cũng có rồi các bạn. Thì lần này vẫn là 7.000 như lần trước. Nhiệm vụ thứ tư là nhiệm vụ yêu cầu mở rương miễn phí hàng ngày các bạn. Thì các bạn nhận gift hàng ngày thôi. Thì các bạn cứ đợi cái gift ở bên góc trái ở trên cùng đó các bạn. Nó có gift đấy rồi các bạn nhận thôi. Thì khá là hay khi mình mở được con rồng các bạn à. Ngày hôm qua thì mình cố để lấy được cái thanh kiếm kia. Thì mình đã mở được cái con voi. Thì cái con voi là mình cái con mình đang cưỡi. Thì rất là may mắn trong video lần này mình mở thì mở mới có mấy cái thôi thì đã ra được con rồng luôn các bạn. Khá là ngon các bạn à. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo. Thank you.